Ok, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kiệt Bắc TV ha mọi người. Mình là Kiệt đây, chào mọi người ha. Mình là Nghĩa Mát đây, chào tất cả mọi người. Okay, Nghĩa Mát tâm hạnh. Mọi người, tôi lưng nhà. Mày giục mấy nón đi cho tao à. Mày còn cái nón nào nữa không? Còn, nhiều lắm. Hôm qua quá mai cạo đầu luôn giờ. Làm gì cạo đầu? Thích. Em 3B. Bây giờ mày cứ mua nón nào đó là tao cắt cái nón đó tao biết trước. Dám chơi tao hả? Mua của nó cũng cắt nữa. Không, mua chỗ khác á. Nói à. Tao chỉ có một cái nón của mày, còn như mua chỗ khác không mày? Đền. Làm biến lắm, hiểu cho anh tao làm gì, làm nó chảy cũng khùng luôn, tưởng nó mát rồi. Chảm nhìn kênh nữa, tưởng chảm nhìn kênh luôn hả? Rồi ok, quay trở lắng đề chính mọi người. Thì hôm nay Kiệt có làm một cái món đó là đậu hũ hấp rau răm. Đó. Thì món này là món giảm cân nha mọi người. Tại hai thằng này nó quá là mập rồi. Ăn cho nó giảm cân bớt. Rồi sao? Miếng thịt hồi nãy đâu rồi? Mình nếu băng bơm nữa nó cũng vừa luôn cái ghế ngộ. Miếng thịt hồi nãy. Bỏ nó banh ra ngoài mày. Banh đâu? Ôm banh ngoài mày mẹ à. Đâu? Đâu? Wow, cái trái này mặc cái áo này thấy trái này bự hơn trái tao nhau. Mà có áo sơ mi cả nó cũng khủng à. Gì ơi. Mấy ít lần rồi con nhẹ ơi. Đỡ rồi. Em nào luôn nha anh lại đâu ơi. Ít 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 nào nào ít hả? Nào đi. Ít nào ít là 73. Vô cái chính nè. Rồi hôm nay mình giới thiệu cho mọi người thì đây, mình đây có đậu hũ. Đâu mình biết đậu hũ. Đường, bột ngọt, ớt, chanh và muối tiêu và rau răm nha mọi người. Chanh đâu mình giới thiệu lại lần nữa. Tắt. Tắt nha mọi người. Có đánh rơi dịp nào không? Rồi mấy anh em mình sẽ hấp đậu hũ. Mình sẽ bắt đậu hũ lên hấp. Hấp trước rồi mình sẽ cháy nước nha mọi người. Thì cái món này nó khá là đơn giản nha mọi người. Thì chủ yếu là mình hấp lên cho nóng. Anh em mình có 2, 3, 6, 9 miếng bột kìa vậy? Có đánh rơi nhịp nào không kìa vậy? 9 hả? À? Sao, sao 9 miếng lẻ kìa vậy? Ê mình có thiếu gì không? Mình có thiếu cái nắp không á? Có à. Đó, giờ mình bắt lên mình hấp nha mọi người. Đó, kiếm cái nắp đậy lại mới được. Phen. Đó, giờ đồ hũ nó đã săn lại liền ha. Chín rồi nha mọi người. Cho mình bỏ ra cái mâm đi. À. Đâu mình vừa hấp mình vừa ấy luôn nó mới nóng ngon chứ. Ngoài trời đang mưa rồi nha mọi người. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo qua đi coi thuốc chẳng có gì là bổ béo. Rác luôn. Dạ anh biết đậu hũ ăn có gì là bổ béo. Giảm cân. Giảm cân hả? À chị. Dạ cho con ăn đậu hũ không, một tháng trời ăn nổi không? Dạ. Cái gì? Thử sạch. Ok. Dạ đậu hũ chụp sạch không quá. Em ơi, đừng lấy chồng thầy tu. Sao? Cơm nùng ngủ uống nù. Thì cái món này nó khá là dễ làm luôn nha mọi người. Mình làm rất là lẹ mọi người. Chỗ này xuống. Sao lấy cái áo của chú Kiệt ấy vậy? Lên cái này. Nào làm gì vậy? Chuẩn bị làm cái gì? Cháy giờ mình cháy nước sốt vô cái miếng đậu hũ nha mọi người. Sốt ớt hả? Sốt ớt đường với bột ngọt đồ. Cho miếng dầu đi. Ngày đi học ai nói chuyện đồ nói chuyện kiểu như nó sắp bị đớ vậy đó. Ừ. Đợt nào xuống nhỏ rồi Vinh quen nói chuyện ngày cái linh còn nói quen nhỏ ở Hà Nội kìa sao nha mọi người nào coi clip cùng Linh nhiều sẽ biết có đã. Mấy bữa nào mà đó là mấy bữa nó tối nó biết kìa. Là sao đây nó chưa có nóng luôn nè. Nóng rồi chứ sao chóng vậy, nóng rồi. Đậu hũ là chín rồi, ăn sống được mà sợ gì. Là nó mới ấm ấm mà không. À. Khét cái nồi. Cái mà khét. Nhiều lắm, ấy thêm xíu dầu nữa đi. Nó đưa ớt dịu dàng dữ lắm. À, dầu ớt. Rồi. Dịch thêm không? Người ơi, nhiêu đó thôi. Nó làm gì mày, cái giọng người ta nằm đít đó mà chui đầu vô. Dạ. Bột ngọt. Đường. Cho muối tiêu vô đi. Đó. Này để chút mình kẹp vô năng hả? Quậy lên. Chen như pa tê có bánh mì vậy á. Như sa tế ớt vậy ha. Đúng rồi. Ớt hơi cay nha mọi người, ớt hiểm á. Đi cũng nóng mà. Cơm nó ma là không được. Nó không làm. Không nhận. Mà nghèo nấu này mình cháy dưa vàng lên là được nha mọi người. Vàng quá nó khét. Rồi được rồi đó. Dưa. Sắc được rồi. Tới 8 mà. Cái ớt này mà lo mà sặc nha mọi người. Để sao bỏ tỏi vô. Gì vậy? Rồi đây ok thì bây giờ mình bắt đầu vô ăn ha mọi người. Chén nước sốt nãy mình làm thiếu công chuyện nha mọi người. Mình mới làm lại. Đó, bây giờ nó đã loãng ra nó không còn đặc cứng nữa. Muối. Nhốt lại cái bớt rồi. Đó, bây giờ
ai ăn mới làm hay sao? Ừ, thôi tao làm trước, tao mời mọi người cái ăn. Tao làm sao? Ăn đậu hũ hấp rau răm là sao rồi? À, này cũng như sa tế nha mọi người, chứ có gì đâu. Chị ăn mình vậy hả? Ừ. Ờ. Món này ăn vậy ha mọi người. Món này là mình thích ăn giảm cân á, ăn này giảm cân mắt. Giảm hôm mai về lên ký được chữ à. Hai ăn này đổ bụng vô ăn ba tốn cơ ăn ba cực kỳ nhiều hơn á. Làm chả nhíu nhíu lum chạy. Muối ớt, ủa muối tiêu nha mọi người. Không muối. Không múc hả? Bóc luôn nha hả? Ừ, tại này của tao ăn mà. Làm cho nó hợp vệ sinh xíu con. Quá nghe lưng. Đó, vô miếng tắc nha mọi người. Rau răm. Thấy cũng thèm quá chứ. Đó, vậy thôi mọi người, món ăn đơn giản. Rồi mời mọi người nha mọi người, tôi thử nước trời thử coi. Trời ơi, cảm giác. Cũng thơm. Rồi mời mọi người miếng luôn mọi người. Cà cà. Sao của con nó nhiễu vậy nè? Con múc nước nhiều quá mà. Ngon mọi người, ngon. Ngon mà. Ngon. Vô miếng nữa coi. Tươi lắm trời. Quá, ăn uống tay kìa, tay chân kìa. Lỏng quá nha, nó nhiễu quá. Mày em giấc cái rồi. Mọi người cắn miếng nữa rồi. À, vậy thôi à. Có muối tiêu mà mặn ngon rồi đó. Nói đúng mới biết, rau răm ăn với đồ hủ là có thật. Này cay quá cay. Trời ơi trời. Tao nói hiểm không mà không cay gì. Nó he he của rau răm mới ngon ha. Chuyển quá trời nhiều. Ăn rau răm như cỏ con bò trời. Vậy à, mọi người cái này nữa hết rồi, làm miếng khác cho nó bớt nhiều mà. Ngon quá, vô mọi người. Miếng nữa mọi người. Dầu quá dầu, độc lạ quá ha. Ừ. Ăn đi nào thì nó gì chết hết nè. Nó gì mày? Có. Phải bò. Đó. À, muối tiêu. Món này làm ăn đơn giản nha mọi người. Xăm miếng nữa, lạ quá. Tắt. Vô nha. Cái này càng chua càng ngon mà. Ừ. Nặng nhiều quá chảy nước nữa mà. Mà trước này như bọn cỏ rồi. Còn một nạm vô mẹ này lặt gì nữa. Ừ, trời ăn phải vậy. Rồi, mời mọi người cục nữa nha mọi người. Ừ. Có khi ăn không lạc trong cục nè. Ngồi ăn đi, chút chút ăn sao con. Ăn đi. Từ từ chút chút cũng ăn thôi. Ăn đi. Ăn nỉ. Chúng tôi nghe thôi làm cục nữa. Mọi người nha, làm cục rồi đi giảm cân phải ham ăn nha mọi người. Này giảm cân được ngày không ăn quá. Thật sự là trong đồ hủ mình có giò miếng thịt trống rồi nha mọi người. Trời cây. Con mày. Quá, thịt bà gọi. Thơm kìa. À, tét này lên mọi người. Cay á. Cay mới ngon. À, chiên nhiều quá hả? Ăn chanh lên mọi người ơi. Để mình quất quá này, nó rửa tay rồi, cho một kẹt vô ăn nha mọi người. Đậu răm vô mọi người ơi. Mình cũng vô làm bảy miếng thử. Đói là đậu răm vô mọi người. Cái này nhỏ lớn nhưng mình chưa chấp ăn. Chấp lại mọi người ơi. Nó. Chưa ăn lần nào luôn. Chưa mời mọi người ơi. Thấy trên mạng người ta bán, có bán món này nữa đúng không mọi người? Đau mặt đầu tiên ăn luôn á. Cái thích con mà bảy. Rồi đây vô ăn đi, tao quay nhận gốc. Thử miếng rồi. Ăn gì nha, yếu quá. Kiệt đâu, đến là mai. Làm gì đâu thấy nản. Nhìn tao nè. Đâu. Giới thiệu cái đó là gì mày? Cái này xê tá. Xa tế. Xa tế ớt. Nào mọi người. Xa tế nè. Con này muối nè. Muối tiêu. Quốc chung cho nó mặn một cái coi, xuống cái coi. À, rau răm nè.
không đang chanh hả? Dạ nặng nè, không nhắc quên rồi. Đất nữa. Đó. Trời ơi, dày mà không biết làm. Không có ấy hết nè, kẹp ra nè. Ừ. Rồi mọi người ơi, mời mọi người nha. Ừ. Đây nè ông nội, mọi người đâu lên đó. Sao mày để bên đây mày? Mọi người làm giật cái ra cái é. Trời ơi, nhiễu nhão luôn. Ngon không? Ừ. Ngon không? Cay. Không cay hết. Từ từ mới thấm. Nó không cay hết à? Tại ớt chín rồi á. Ăn ăn giống mấy Campuchia ơi. Ừ. Nghĩa ăn giống vậy nghĩa. Má hổng. Thêm râm nữa à. Ăn mai vô sinh luôn. Giờ ăn râm nhiều vô sinh hả? Không biết hả? Này bị nóng chứ không phải là kiểu như nóng mà chết con lăng quăng á chứ không phải là gì vô sinh. Ừ. Mẹ ơi, chú cuốn miếng râm này. Thôi mà nói chứ mọi người miếng chấm miếng là. Tao có con rồi, tao không sợ không ơi. Tao cũng người, tao cũng có người bên thờ rồi, tao đâu sợ. Hai đứa lận, đứa bên bình thờ, đứa bên Ly Hương. Đưa. Đây mọi người nha. Lâu lâu ăn món này cũng là làm miệng á. Lâu lâu mới chịu, lần đầu tiên ăn chứ lâu lâu vậy. Lần lâu lắm rồi mới ăn. Đó mình đúng lần đầu tiên đúng, nói gì ta. Nó nhẩm 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 á. Đây, ngon thiệt nha. Ngon mà. Mà nó hơi ngán nha. Ngán là tại vì đậu á. Đôi kiện cũng được hai má nữa. Không mày. Đây này bữa nào thách đố được nè. Ừ. Chơi cá độ được nè. Mày thấy tụi ba không nổi à. Mua đậu hũ về để vậy đó, rồi bẻ ra chấm muối tiêu ăn. Kiếm miếng nước uống coi. Đâu nghe? Kiếm miếng nước uống. Sao vậy? Kiếm miếng nước uống. Cô Phạm. Sao ý? Nãy giờ sao không cho ý kiến đâu em? Ngon. Ngon không? Mày mốt làm ăn hoài luôn không? Kêu bố khỏi nấu cơm. Tính chấm sao tế luôn mà vậy? Chấm hết. Mua mà không chấm á. Wow hết, chơi hết. Hí nó ăn cay được nè, bữa nào ta thử thách ăn cay với Hí bữa ơi. Ừ. Mua tất cả những cái gì mà cay về chấm á Hí. Miếng nuôi mắt. Gì? Miếng gì? Không ăn thôi để chú, gì đâu mà gượng ép cái vậy con. Tao tự nhiên lên mở tao ăn nữa, không ăn thôi để chú là chứ thấy đứng nhìn không mà đưa vậy, tới cái... Vậy sao ăn được? Chứ ăn miếng mắt cái gì? Ghe nó ra không à? Bây giờ... Đá chân dịch ra mà. Rồi, bây giờ tình nghĩa đi. Nè, cú con nửa miếng. Vậy là sao cuốn? Tại vì con nghe rau răm sợ vô sinh thơm, con còn tơ mà chú kêu ăn rau răm nhiều sao được. Dạ chưa đập còi ăn. Ừ, chứ không biết gì hết. Cái nào sợ chết với tao. Vậy quất hết dĩa này đi. Đó, vậy quất là một còi thôi, nó bỏ muối nè mọi người. Ủa, trời ơi. Không biết gì đâu. Quýnh là một quảo. Trời ơi. Ghê mày. Đã không? Hấp cây muốn é luôn vậy em. Muốn hạ chi luôn hả? Có miếng nước giọng vô để lên quá cáo lên máu chết nè. Thì hơi quậy cho nó đi ra đường. Cho nó dịu trở lại coi. Để chút đứt. Bậy, bây giờ mày đừng chẹt rau răm vô, mày cắn cái đó xong mày lấy rau răm mày nhồn vô. Quất nguyên cái luôn. Ăn giống người nguyên thủy của mấy cha. Quất nguyên cái luôn nè. Nói chung là cái này hơi dơ xíu mọi người. Chảy luôn mà. Quất nguyên cái luôn nè. Lên nó làm nó sốt không ăn. Nguyên cái luôn. Ừ. Đã không? Dỗ giùm nó cái nghe á, dỗ giùm nó cái nghe á. Mày dỗ tụi người á. Nó đang coi xuống giật cái giật được rồi á. Nằm im cho nó không lên, nó không xuống hả? Rồi nghe không làm đi em. Tại thấy chú kẹt em làm bạo quá. Từ từ. Ừ, là nó ngán quá, người làm hai miếng dội không hay? Không mà cái này nó ngán thiệt, bảo hủ mà. Ừ. Nghĩa làm hai miếng rưỡi làm có miếng rưỡi à. Cái gì? Ý nó mặn nhiều á. Không á, cái này là con chú hy sinh cho con. Gì? Con cháu là con chó đó là. Ủa. Hy sinh là chú cũng củng cố rồi con hả? À, thôi con trả cho chú nè, cho người hai miếng điệu. Nè. Cho tế nè con. Đừng để tràn nha. Tràn gì miếng này nữa thôi. Trời ơi, tràn ráo rồi. Không ăn chanh hả? Vết ra. Nè. Rồi nặng chanh vô mày. Cái này là tại mình cháy sa tế với lại mình có niêm rồi trong đó cho nó dễ ăn nha mọi người, chứ mình mua sa tế ngoài ăn cũng được. Cái miếng nó bị tai biến gì rồi, cũ hay gì ta? Chắc cũ quá nó mềm cái gì vậy? Còn ăn được không đây? Không được đâu mày ơi, nhà còn có thằng đó. Tốt. À thì nói chung là bữa nay cái món này mình đơn giản nha mọi người. Thì mình cũng muốn quay lại cho người xem thử. Tại này là ý kiến của Nghĩa. Nó nói là lướt tới tóc, nó thấy nó thèm. Đúng bài á. Đó. Đó thì mình đáp ứng yêu cầu nó. Chắc thì mình ăn cũng ăn như đây thôi, chắc mình xin dừng video tại đây ha mọi người.
Rồi mọi người muốn ăn thì làm thử tại nhà nha mọi người. Đơn giản thôi, mua cái này đơn giản rất dễ làm. Cái này đúng giảm cân thì ăn 3 ngày ngán luôn. Hay ấy ăn tháng nha. Có không? Ăn 3 ngày ngán. Ấy à, rồi. Gãy mẻ răng rồi. Đồ hũ gãy răng. Hả? Giả khùng hoài. Mày biết nó ăn gì gãy răng không? Nuốt luôn cái răng rồi. Không nhận dẫn chút kìa. Đúng thiệt, diễn thôi, gãy mấy bữa trước rồi con. Nó ăn bánh tráng gãy răng mày. Mày đang ăn bánh tráng cắn cái gãy răng luôn. Tai nạn không? Đâu gãy đâu. Gãy luôn chân mày. Ủa gãy con nữa à, lấy cây dít lên chân lên luôn. Nói chung là mấy bay mọi người đi. Rồi ok mọi người. Mọi người thấy món này hấp dẫn ha, ngon vậy đó thì mọi người làm tại nhà nha. Rồi mọi người ăn thử. Rồi chắc bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Thôi chào tất cả mọi người. Bye mọi người nha.